Nguyễn Văn Hiển. Vẫn là Nguyễn Hiển. Tỷ số đã được mở cho đội chủ nhà Bình Định. Bàn thắng của Nguyễn Văn Hiển. Xin mời các bạn tiếp tục xem lại pha ghi bàn của Nguyễn Văn Hiển. Từ vạch 16m50, Nguyễn Văn Hiển đã sút bóng rất căng vào góc cao, hạ thủ môn Võ Văn Hành. Huỳnh Hồng Sơn, Ngọc Thanh sút. Pha kết thúc của đội trưởng Huỳnh Hồng Sơn. Thủ môn Trần Minh Quang đã khép góc rất tốt. Pha sút bóng của đội trưởng Huỳnh Hồng Sơn vừa rồi là pha sút bóng nguy hiểm đầu tiên của các thủ Cảng Sài Gòn. Vào rồi. Tỷ số đã được mở cho các thủ chủ nhà Bình Định. Bàn thắng của Trương Văn Tâm. Văn Hiển đặt bóng vào. Bóng ra khỏi tay một cầu thủ của Cảng Sài Gòn. Trọng tài Lương Trung Việt đã chỉ vào chấm phạt đền và thẻ vàng đã được rút ra. Thẻ vàng dành cho số 27 Nguyễn Văn Tuấn. Như vậy là trọng tài đã rút thẻ đỏ. Thẻ đỏ đã được rút ra. Như vậy là các cầu thủ Cảng Sài Gòn sẽ bị phạt một quả penalty. Ngoài ra họ chỉ còn 10 người và họ đang ở trận đấu 10 người. Olepo. Tỷ số được nâng lên 2-1 cho các thủ chủ nhà Bình Định. Một Phan Huy. Tỷ số đã được san bằng cho các cầu thủ Cảng Sài Gòn. Lê Minh Vĩnh. Như vậy là tỷ số đã được san bằng cho các cầu thủ Cảng Sài Gòn. Người ghi bàn san bằng tỷ số là Hồ Văn Lợi.